Xin chào các bạn, khá lâu rồi. Hôm nay mình lại tiếp tục gửi đến các bạn một mẫu đồng hồ của Davena các bạn ha. Thật ra cái model này thì mình đã từng giới thiệu đến các bạn rồi. Đây, màu gold ha. Nhưng mà cái thời điểm mình giới thiệu cách đây 1 năm á, thì cái dây tặng này nó dây màu khác các bạn ha. Rồi, mình vẫn như cũ, mình sẽ có một cuốn sổ của Davena ha. Model này thì hãng hết tặng đá rồi các bạn. Rồi, hết rồi các bạn ha. Có một cái sợi, có một cái khăn lau mặt đồng hồ thôi. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thật ra nó cũng đã được từng được giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay xét khách tặng là một cái dây khác, mình cũng giới thiệu lại cho các bạn luôn các bạn ha. Đây là mẫu đồng hồ Davena D31630A Rogol các bạn ha, màu Rogol, size nhỏ gọn rất là đẹp các bạn. Rất là chiếu ha, đá của Davena thì các bạn rồi, rất là chiếu rất tánh ha. Chúng ta sẽ có một bộ máy da ban các bạn nhé. Đây da ban ha, cái này chỉ là water resistant các bạn, túng nước 3 ATM, các bạn có thể đi mưa tắm rửa thoải mái ha. Đây, mặt bên trong đồng hồ chỉ có kim giờ và kim phút các bạn ha. Bên trong được khảm đá rất là đẹp, các cột mốc thì được bằng các số La Mã khá là lớn ha. Đó, size nhỏ các bạn, size của nó chiều ngang là 27 các bạn ha. Đó, 27 mm ha, và chiều dọc của nó đây các bạn, chiều dọc nó là 3 cm, 30 mm các bạn. Đó, rất là nhỏ gọn, chị em phụ nữ đeo mẫu này thì rất là đẹp. Mẫu này mình bán khá là chạy vào tầm 1 năm trước ha. Khi lên tay rất là nhỏ gọn như vậy các bạn. Đó, màu gold, trang lịch lãm, trang nhã, dễ phối đồ, đi làm đi chơi đều được hết. Rồi, cái model này thì hãng tặng một cái dây, bạn bạn khách mua hàng thì chọn cái dây này. Đây là dây màu cam nâu đất các bạn ha, cam đất đó. Đó, dây chám các bạn ha. Nhưng mà rất tiếc ở cái model này thì nó lại không có khóa thông minh, nên các bạn muốn thay dây thì các bạn phải đem ra ngoài các cửa hàng đồng hồ, người ta sẽ thay dây cho các bạn ha. Nó không có khóa thông minh nhưng mình không có thay vào được cho các bạn coi, để các bạn hình dung khi mà cái bộ dây này vào thì như thế nào ha. Khá là đẹp các bạn, dây trần chám ha, ví dụ vậy. Đó, các bạn nào chúng ta không thích đeo dây kim loại thì có chuyển sang dây da đeo. Đó, rất là hài hợp ha. Khá là hợp, rất là đẹp. Dây này dây của chính hãng nha các bạn nha. Các bạn mua kèm theo set thì nó sẽ rẻ hơn, còn các bạn mua lẻ thì nó khá là đắt. Đó, dây chính hãng ha, rất là đẹp. Model này thì ở Việt Nam bán rất là chạy các bạn. Chị em chúng ta xài model này rất là nhiều ha, vì nó dễ đeo này, nó cũng dễ thương, có điểm nhấn chiếu chiếu rất phù hợp với lại các dịp đi học đi chơi đều được hết ha. Đó, rất là đẹp. Rồi, bên mình thì bán các sản phẩm đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.